Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại Thiện đang ở ngôi nhà của anh Danh Sang. Thì hôm nay thì giống như Thiện nói hôm qua thì hôm nay khởi công cho cất nhà cho gia đình anh. Thì gia đình này cũng được một người cô không có nói tên hỗ trợ 38 triệu. Như cô Hoa thì hôm trước cũng có gửi cho Thiện 500 đô đó, thì Thiện lấy để làm cái nhà vệ sinh cho gia đình. Thì ngôi nhà này được làm với diện tích là ngang 4m, dài 11m, rồi có lót gạch, rồi làm nhà bếp, xây nhà vệ sinh luôn. Thì một vài hình ảnh Thiện gửi đến cho tất cả mọi người xem nha. Đây là cái công đoạn đào móng nè. Ồ, không có dép luôn hả? Đào không như luôn đó hả? Không, em có đồ đạc. À, có đồ đạc hả? Đào làm sao mà cái hai lưỡi len á, cho cái xe đó nó chạy được á, cái máy đầm á. Bên nào tôi nói không có đi đâu, qua bên đó đâu, cho ông Hoàng Văn Dũng đi đi, con cho nhỏ nó phụ, không chịu ơi. Con nhỏ nó phụ là tới tối luôn chứ xong nữa. Nói xấu người ta hoài, vợ thằng Dũng đó. Dù sao cũng con dâu tương lai hả? Mượn mở nó không, mở được. Rồi làm cái gì ăn đi hả? Vợ anh sanh đừng từng chưa? Dạ. Vợ sanh đừng từng chưa? Chưa hết. 5 ngày bữa nay. Ừ. Gái ăn trai? Gái. Trắng hay đen? Luôn. Đen đen này giống anh nghe. Trắng giống ai đâu nha. Ừ. Trắng trắng là hơi lạ lạ. Ừ. Đó là hơi mệt lắm. Ừ. Rồi về hồi sáng nay hả vậy? Em về hồi sáng là em mới đi chạy lên trển mới về. Ừ. Mới về lại. Xiên quá ha. Chạy lên chỉnh đem tiền cho vợ. Ra khỏi tiền ta đi vợ. Rồi hồi Mạnh Thường Quân cho tiền đó là đem đi trả người ta liền nha ha, để khỏi đóng lãi nha. Dạ. Dây hả mượn? Dây. Dây rồi dây nhiêu? Hồi hai bữa trước hỏi bây giờ vợ. Hỏi cho được 1.5 triệu, hồi sáng mới lấy 2.5 triệu đi. Là 4 triệu hả? Dạ. Hả? Rồi ăn ên nữa rồi. Rồi chừng nào đi ra ngoài lại? Tối nay hả? Dạ, chiều em đi ra ngoài lại. Ờ. Thì nhà anh hôm nay lại đây khởi công làm nền nhà trước ha. Dạ. Rồi xong cái nền nhà rồi lại dựng nhà sau. Dạ. Thì nhà này được một người cô không có nói tên đó, là tài trợ 38 triệu. Với cô Hoa thì hôm trước có gửi 500 đô đó, thì chuyển qua đây để xây cái nhà vệ sinh.
Thì còn lại dư bao nhiêu tới nữa cũng gửi cho gia đình luôn. Đào này thấy sâu không ta? Sâu không? Cỡ bên này vừa nè, cái đó hơi sâu rồi đó. Sâu quá, cái nền nhà nó thấp á, cạn cạn lên chút. Nền nhà cao và làm ăn nó mới lên được. Bên này nó mới hốt đất rồi nè. Rồi xanh ở ngoài đó rồi, bệnh viện người ta thu nhiêu tiền phí? 3 triệu, tạm ứng 3 triệu nha. Ừ. Thôi đừng có thêm đứa nào nữa nha. Dạ. Được rồi đó. Anh sợ rồi đó. Dạ, có một đứa nào nó khổ mình nó chứ không khổ ai chứ. Nói đi làm mà biết rồi đó, đi làm ngày có 100 mấy 200 ngàn, rồi tiền gạo với tiền mua đồ ăn không hết rồi. Chỗ đó xương xương được rồi, thấp mà. Ở ngoài này cái chuồng heo này còn xài không? Chủ nhà? Chuồng heo này còn nuôi heo gì không? Dạ không. Không thì gỡ. Không thì gỡ ra cho nó trống. Đợt này mình làm cũng nhiều ha, không gài làm lay cũng nhiều à. Nhiều vậy chưa được 10 căn á. Vừa bao lâu rồi không gài? Mới đây chứ đâu có được lâu đâu. Mẹ biết rồi. Mà tôi đếm cũng mấy căn à. Nói gì? Đừng có ăn. Làm đi, đừng có ăn. Lấy máy ra chạy đi Dũng. Được rồi đó. Mới đó, mua nửa năm rồi.
dây ra đi. Để hồi đứt dây à. Hôm nay lại tới đây người gửi quà cho anh thì cùng với thợ ở đây làm nhà cho anh luôn đó. Thì hôm trước chị Linh cũng có gửi về 200 đô đó thì cho anh là 4,3 triệu, thì còn lại cái lẻ thì cho em. Với lại nãy cô Hoa Lê thì cũng có gửi thêm 100 đô cho anh nữa là 2,3 triệu nữa. Thì tổng cộng hôm nay gửi tới anh là 4,6 triệu. Để anh cầm tiền anh lo cho vợ anh mới sanh ha. Hôm gà cũng hỏi tiền cũng 4-5 triệu phải không? Yeah. Ừ. Thì cầm cái số tiền này đi rồi lo cho vợ đi rồi trả nợ được phần nào thì trả để khỏi đóng lãi. Yeah. Đó thì rồi chị Lily Quỳnh cũng có gửi thêm chai dầu nước xanh nữa cho vợ anh mới xanh đó. Thì tổng cộng hôm nay gửi tới anh là 4,6 triệu với chai dầu nước xanh nha. Đây là tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh, thì anh có gửi lời gì để gửi đến Mạnh Thường Quân để giúp đỡ mình không? Trước tiên cũng em xin cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình em trong hoàn cảnh khó khăn và gửi đến em một số tiền để em làm vốn. Em xin thành em cảm ơn Mạnh Thường Quân. Tiền này là gửi tới anh để lo cho vợ anh ha. Dạ. Mới sanh thì đi bệnh viện đồ này kia, tiền tả thuốc men đồ này kia cũng tốn kém nhiều. À, sanh ở bệnh viện tỉnh nữa cho nên thì cũng cần tiền nhiều lắm. Thì anh cầm cái tiền này chạy lo cho vợ.
Rồi nhà cửa ở đây thì em cũng có nhờ mấy chú ở đây tới lại tới làm cho. Thì cũng cũng hỗ trợ kịp thời để cho vợ anh mà lúc mà sanh em bé rồi về đó có nhà cửa đàng hoàng ở ha. Thì nói chung là làm nền xong là ở đây gáp nhà liền luôn đó, có nhà ở luôn đó. Rồi có nghe nói là vợ anh khi nào xuất viện không? Dạ nghe ngày mai. Ngày mai hả? Dạ. Là về nhà luôn không hay là sao? Dạ về nhà. Ừ. Thì có gì ở tạm bên cha đỡ đi ha. Dạ. Ừ. Thì khoảng dừng 4-5 ngày nữa thì nhà này xong rồi. Ừ. Rồi được nhà cửa là đàng hoàng, cố gắng lên ha. Dạ dạ. Ừ. Rồi cũng chúc anh được nhiều sức khỏe, chúc mẹ tròn con vuông, chúc con anh khỏe mạnh nha. Ừ. Rồi quên nữa, đếm tiền là coi đủ không? Đếm mấy coi. 6,6 triệu là đủ đó. Đúng không? Rồi rồi. Rồi có gì tiếp làm thợ được ngày nào thì tiếp ha. Ta đứng ta coi cái đó làm được không con.